Chào mọi người, hôm nay mình đọc chương Giữ lấy nghề mình trong cuốn Cổ học tinh hoa. Trong chương sách này kể về câu chuyện một người học 3 năm làm dù, nhưng sau đó trời lại hạn hán không mưa, nên anh ta học đi làm gầu mất nước, mất nước cũng mất thêm 3 năm nữa. Đến khi anh ta học xong nghề rồi thì trời lại mưa, mưa tầm mưa tã, mưa suốt ngày. Người ta không còn ai dùng gầu mất nước nữa, anh ta lại quay về làm dù. Làm dù được không bao lâu, kiếm chưa được bao nhiêu tiền, đất nước lại có chiến tranh. Anh ta quay ra học binh khí. Úc Ly Tử thấy vậy mới khuyên rằng: "Đã nuôi anh cứ học như vậy thì đã hết tuổi trẻ rồi." Và kể cho anh ta nghe câu chuyện về một người trồng lúa, lúa chiêm. Trồng 3 năm đầu thì bị lũ lụt, bạn bè khuyên là rả nước chuyển sang trồng cây khác, nhưng mà anh ta không nghe, vẫn kiên trì trồng. Và những năm sau đó nắng to trời đẹp thì anh ta trúng mùa và kiếm được tiền gỡ lại cả những cái mất mát của năm trước. Đây cũng là một loại đầu tư kiên trì ấy, đúng không? Thế nên mới có câu đấy là trời lạnh à, trời nóng nực thì mua áo bông. Đó. Thì mình sẽ phân tích từng cái chi tiết câu chuyện này nhé. Đầu tiên về cái việc học 3 năm làm dù ấy, mình học một cái nghề suốt 3 năm thì có lẽ hơi thiếu trí tuệ. Đấy mình nghĩ thôi. Ban đầu mình cũng nghĩ anh ta nghị lực kiên trì học suốt 3 năm, nhưng mình nghĩ là anh ta không tập trung học. Nếu mà tập trung người học sẽ nhanh hơn là thứ nhất, thì đây thiếu trí tuệ. Ban đầu mình nghĩ là nghị lực nhưng không phải, anh đã không kiên định với nghề của mình, thiếu thiếu nghị lực, thiếu kiên định, thiếu nghị lực, thiếu trí tuệ. Từ tất cả những hành động mà tính cho chuyển việc ấy, từ chuyển làm dù sang làm gầu, chuyển làm gầu sang làm binh học binh khí này, đều là thiếu nghị lực và thiếu trí tuệ hết. Còn việc Úc Ly Tử cho anh ta lời khuyên là đạo đức, đưa lời khuyên để tốt cho người khác này, và trí tuệ nhìn ra được vấn đề này. Trọng tâm của câu chuyện ở đây là khi chúng ta đưa ví dụ này thấy là cái người mà thiếu kiên định, thiếu niềm đam mê trong công việc của mình ấy, thì rất dễ bị bỏ cuộc. Tại sao chúng ta phải và mình rút ra là phải tìm được cái đam mê công việc, việc mình yêu thích và mình tin tưởng vào nó. Cảm ơn mọi người.